dịu ngọt nơi đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần trời non đang lớn Chúa thương chở che phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa cho những ai sống theo lời người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui vì đây bao nhiêu phung lòng chứa tràn suốt trong một đời bàn tay cũng lau tay bạn dài lâu xa hoa thơm nồng Chúa Sion hưng thịnh và với con Chúa lớn khôn tài hoa. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa. Phúc cho những ai sống theo lời. Cho tay một đứa cưới rồi sẽ chia sẻ. Như cha nói là
và hết tất cả lại cho con thầy cảm ơn cha và xin Chúa ban cho cha nhiều điều vui trong đời sống thánh hiến với sứ vụ mới với vai trò là hạt trưởng giáo phận nơi thứ thiên là cha thứ của chúng ta. Tôi cũng là xin chào quý thân quý chức thân hiệu chúng tôi và anh chị em nhất là quý gia đình bốn họ hai nhà từ lâu đến về quý vị tôn giáo bạn đã đến để dâng thánh lễ cầu nguyện cho hai cháu hôm nay. Xin chân thành cảm ơn chúng ta cùng vang lên và bắt tay để cảm ơn nhau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Thưa quý thầy, quý gì, quý chức tân hiệu. Quý vợ bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta long trọng mừng đại lễ vọng Chúa Thánh Thần Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiện nhất. Và Chúa Thánh Lễ chúng ta có một cung nghinh Đức Mẹ và dâng hoa bốn chi dâng hoa. Hơn nữa là chúng ta cùng nhau để quây quần trong nhà Chúa đây, xung quanh hoàn cảnh Chúa đây, để rồi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn nâng đỡ kết hợp với gia đình từ người chúng ta, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho cha xứ và tất cả mọi người chúng ta được hiệp nhất để ngồi với nhau. Thánh Điều hôm nay có hai người con của chúng ta, đó là anh Phêrô Trần Nhật Duy và chị Maria Hoàng Quỳnh Nguyệt đến trước bàn thờ Chúa đây để rồi xin Chúa Thánh Thần tiếp lúc chứng giám tình yêu của hai con, để rồi chúng con nên một trong thân xác, một trong suy nghĩ, một trong hành động và cùng nhau xây dựng một gia đình ấm êm với tất cả những gì đấy giờ đây. Xin đồng bà chúng ta nhìn nhận những bước xót nuôi lầm của mình, xin lỗi Chúa về những bất xứng của chúng ta để chúng ta bước sáng từ hành thánh lễ này. Tôi luôn nhận mừng Thiên Chúa toàn năng. Yeah.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã hướng chúng con dành tròn 50 ngày để cử hành bầu nhiệm vượt qua. Xin tuân đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con nguyện sống và hiển thị cùng Chúa trong sự hầu chức của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Oh,
thôi, cả chúng ta cũng dây xiết trong lòng. Chúng ta tách nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải là trông mong nữa, vì ai đã trông mong điều mình đã thấy rồi. Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy thì đó chúng ta bền chí đợi chờ, hơn nữa lại có thần ý giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần ý cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần ý muốn nói gì, vì thần ý cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Để rồi xin mẹ cầu phục, xin Chúa thánh
thần xuống để làm gì? Đổi mới, đổi mới địa cầu này để củng cố sự hiệp thông, và trên Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Vì vậy cho nên không lẽ gì chúng ta không cảm ơn các mẹ, các con, quý vị và tất cả mọi người một tràng pháo tay nữa thật to thật dài. Vâng, kính thưa các bạn đồng hồ thân mến, có lẽ giáo sứ cao giáo chúng ta một hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Không biết là có ai nhận ra đặc biệt không? Lát nữa sau thánh lễ cha mời chúng con ở lại cha có quà cho chúng con nhé. Anh đây xin năm thì cha có ở đây đó, dạy giáo lý rồi sinh hoạt cùng với giáo sứ cao giáo. Cái đặc biệt thứ nhất thưa cộng đoàn của chúng hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ vọng, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có lẽ nói về Chúa Thánh Thần thì chúng ta nghĩ ngay đến bẩn ơn Chúa Thánh Thần mà các em đã nhận ý thức thêm sức đúng. Nhưng mà chưa đủ. Đúng nhưng mà chưa đủ. Chúa Thánh Thần còn gọi là nguồn chân lý và hiểu nhất. Và rất nhiều tên gọi khác nhau nói về Chúa Thánh Thần. Bởi vì Chúa Thánh Thần chúng ta thấy rằng là nguyên lý của sự hiểu nhất. Trở lại với những trang kinh thánh sáng thế, chúng ta thấy nguyên tổ Adam và Eva đã không có sự hiểu nhất mà đã cắt đi cái tình nghĩa giữa Thiên Chúa hay gọi là ông trời với loài người. Phong ước nhất là trong bài học một hôm nay chúng ta thấy Chúa Thánh Thần, tức là ngày ta con người người ta kiêu ngạo muốn làm sao xây một cái tháp chọc trời để rồi từ đó khẳng định cái khả năng của một con người loại trừ Thiên Chúa hay còn gọi là loại trừ con người ra khỏi cuộc sống. Và người ta cho rằng con người làm được tất cả, con người làm được tất cả, nhưng cuối cùng có làm được đâu. Xây tháp ba bên, gọi cạnh thì người ta đưa nữa, gọi nữa thì người ta đưa này. Nó bắt đầu ngôn ngữ tất cả, nó phá vỡ đi cái sự hiệp thông, hiệp nhất. Vì vậy, hôm nay chúng ta thấy Chúa Thánh Thần, khi Chúa Thánh Thần xuống, thì Ngài củng cố cái sự hiệp nhất. Đấy là thời kỳ ước. Bước sang thời tân ước, trong suốt mùa phục sinh chúng ta thấy cũng như là mùa trai, là chúng ta thấy các môn đệ là những người bước theo Chúa Giêsu, sống chung, sống cùng, sống ở với Ngài, thấy được những cách mạng ngày nào và cùng với Ngài để loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại. Giáo hội công giáo không phải là một pháo đài đóng khung khép kín mà là gì? Giáo hội của mọi người. Thế nên các tông đồ không còn sợ sẻ gì hết khi có Chúa Thánh Thần hiện xuống và Ngài chính là nguồn chân lý hiểu nhất. Đấy là cái đặc biệt thứ nhất. Rồi cái này đặc biệt thứ hai, đó là hôm nay giáo xứ chúng ta đã kết thúc thảm họa dâng kính Đức Mẹ. Trong suốt tháng vừa qua chúng ta dâng hoa kính Đức Mẹ bởi vì chúng ta biết rằng cái đứa con buổi sớm mai là người mẹ đón nhận cái đứa con mỗi buổi
bố này, có lẽ không đón đâu, người mẹ. Vì vậy cho nên suốt con buồn khăn vượt qua, chúng ta kính Đức Mẹ để rồi xin Đức Mẹ đón nhận với tâm lòng của chúng ta, để qua mẹ được dâng lên Chúa Giêsu. Và mẹ là cái người rất nhạy bén. Nếu như chúng ta đọc lại những trang tin mừng, chúng ta thấy một người phụ nữ trên trần gian này không có người phụ nữ thứ hai. Một người mẹ sẵn sàng hy sinh để đem lại ơn cứu độ cho con người. Thế nên cái đặc biệt thứ hai, gia đình giáo xứ chúng ta đã vượt qua cái sức mẹ. Rồi cái đặc biệt thứ ba nữa, đó là hôm nay đại gia đình giáo xứ Cao Xá chúng ta đã cùng với gia đình mới đây. Gia đình mới đây đó là cùng với giáo tộc và mọi người, chúng ta xung họp trong ngôi thánh đường này để rồi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần để ban thảm trên các gia đình và từng người chúng ta, đổi mới chúng ta. Và cách riêng đó là cầu nguyện cho một gia đình với con cháu của chúng ta, đó là anh Duy và chị Huy Quyền. Thưa quý vị, tại sao tôi hiện diện nơi đây? Bởi vì khi mà tôi về với Cao Xá này cùng với cha cố, thì Duy đã có ý định dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong ơn gọi và tu sĩ và linh mục. Trong thời gian học đại học rồi tìm hiểu, cảm thấy mấy hơn nữa ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, thì cái ơn gọi tu sĩ và linh mục không có hợp, thế nên chuyển hướng ơn gọi gia đình. Tu sĩ linh mục cũng là một ơn gọi, và gia đình cũng là một ơn gọi nên thánh. Nên thánh chứ không phải chỉ dành riêng ơn, cứ nói ơn gọi là dành cho tu sĩ linh mục không, cũng có, mà là ơn gọi dành cho cả tu sĩ linh mục, tu sĩ và giáo dân, ơn gọi để cho gia đình. Các thánh gia đình là người ta lập gia đình, người ta thành đầy đấy, đâu có phải là dành cho những người đi tu mới làm thánh đâu, không có. Vì vậy cho nên hôm nay được phép của cha hạt trưởng, cha thánh sứ của chúng ta, cho nên cho phép tôi để dâng thánh lễ vong Chúa Thánh Thần và chứng hôn cho người con thiêng liêng của tôi đây. Và xin phép cầu rằng cho tôi được chia sẻ với hai con trong ngày đặc biệt hôm nay. Hãy chúng con thân mến, và xin lỗi một bà con ơi, cho tôi dân lễ tôi đặt đại đàn đi nhá. Thôi nhá, rồi ta sơn ngồi đấy với con bà, thì thường tôi làm lên trước trận có 7-8 phút thôi, và hôm nay là đặc biệt lắm. Cho bỏ cho một hai bài đơn giản, đơn giản cái sợ, có sợ thế nào thì tôi xin lắng nghe. Rồi, xin hỏi chú rể một tí. Cuối con đường cuộc đời là, tức là cuối con đường cuộc đời là đạt tới cái gì? Cách nghĩ một chút đó là làm người Công giáo. Thế thì quan niệm của người Công giáo đối với cuộc đời của người Công giáo đạt tới cái mục đích gì, hay là mục đích cuộc đời của chúng ta đạt tới điều gì? Đó, con thưa cha, con trả lời là mục đích của người Công giáo là được ơn cứu rỗi và Chúa được đón nhận vào ngôi nhà. Có phải không thưa? Chuẩn trăm phần trăm của giáo lai cùng trời. Tức là đối với người Công giáo của chúng tôi, mục đích cuộc đời của chúng tôi đó là đạt tới ơn cứu rỗi, hay còn gọi là con người rồi, đó là đạt tới hạnh phúc nước trời. Đạt tới hạnh phúc nước trời đó là cái đích điểm của người Công giáo, và nếu như không xác định cái đích điểm thì cuộc sống nó vô nghĩa, nó vô nghĩa. Đi đâu ra đường mà không biết mình đi đâu thì
đi vong, đi trong vô vọng, đi trong cái tuyệt vọng mà không tới, không đi tới cái cùng đích của đời. Vì vậy cho nên cùng đích của người Công giáo là đạt tới hạnh phúc nước trời. Vì vậy cho nên hôm nay chúng con dẫn tay nhau trong bàn thờ tới bàn thờ chỗ đây để rồi xin Chúa Thánh Thần chứng giám cái tình yêu của chúng con, để rồi chúng con xây dựng một gia đình hạnh phúc, không những hạnh phúc ở đời này mà hạnh phúc đời sau. Thế nhưng làm sao để mà xây dựng được hạnh phúc, tức là xây dựng được cái hạnh phúc mai sau, hạnh phúc nước trời, chúng con thân mến, để có được hạnh phúc nước trời thì ngày hôm nay chúng con hãy xây dựng một gia đình mới của chúng con ngay trần gian. Vì vậy cho nên hôm nay là một ngày đặc biệt. Nhưng mà đối với hôn nhân Công giáo không phải chỉ yêu nhau lúc này, mà là gì? Yêu nhau cho đến chết, chết mới có thể cắt đứt được dây hôn phối. Còn nếu như đã chứng giáo trên nhà thờ này, chính chúng con là người cử hành chứng đích, cha và cộng đoàn chỉ là người chứng giáo cho chúng con cử hành. Cho nên chúng con tự do lựa chọn và đến với nhau trước mặt Thiên Chúa, và chúng con thề hứa với nhau, anh là Phêrô nhận em Maria Nguyệt làm vợ của anh, và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Và ngược lại, Nguyệt cũng nói vậy, em là Maria Minh Nguyệt nhận anh Phêrô nhận Duy là chồng của em, vân vân và vân vân. Và cuối cùng tự tay xỏ nhận cho nhau, tự tay xỏ nhận cho nhau. Thế nên chính vì điều quan trọng đó mà Chúa Giêsu nâng hôn nhân trở thành một bí tích, một bí tích. Thì giờ hỏi cô dâu tí nhé, đặc tính nghe nói là sơ nói là cô dâu cô học hay lắm, đặc tính của hôn nhân Công giáo là gì? Thầy cha xứ là cha hạt trưởng vẫn đang ngồi đây xem là thưa quý cô bà và anh chị em, tôi nói một chút nữa, đó là hôm nay là đôi tân hôn đầu tiên đám cưới rồi mà cha lại dạy cho tôi đấy, cha đừng cử hành rồi mời con. Đặc tính hôn nhân Công giáo là gì? Là đơn nhất và bất khả, đơn nhất và bất khả. Con đồng phương ạ, và là xin con đồng phương hai ạ, phương sắc phương sắc. Rồi, con đồng. Hôn nhân Công giáo khác hôn nhân tự nhiên, đó là, hay gọi là đơn hôn và vĩnh hôn. Đơn hôn là một vợ một chồng, vĩnh hôn là yêu nhau, gắn bó với nhau cho tới chết. Đó mới là đặc tính của hôn nhân Công giáo. Vì vậy cho nên hôm nay là ngày đặc biệt đối với gia hội, cũng như là đặc biệt đối với chúng con. Còn nhiều điều cha muốn nói với chúng con, nhưng mà thời gian cũng không có hạn, thì cầu xin Chúa Thánh Thần củng cố cái sự nghiệp nhất, ngày là nguyên lý sự nghiệp nhất, kết nối chúng con lại với nhau. Và cuộc sống của chúng con nó có khó khăn gì hay là vui tươi buồn chán hay như thế nào trong cuộc sống, chúng con hãy để cho Chúa. Chính Chúa là nguồn sự hiệp thông, chính Chúa là cái chân keo để gắn chúng con lại với nhau trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Cha cầu chúc cho chúng con, xin Chúa ban ơn Thánh Thần xuống trên với chức tận cửu, quý vợ bà anh chị em đã hiện diện nơi đây cái kia, đó là chúng con. Xin Chúa kết nối chúng con trở nên một gia đình mới, một xương một thịt, một suy nghĩ một hành động, và xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. Xin mời chúng ta cùng làm một việc để tiếp sự thánh linh. Tôi tin kính cầu Thiên Chúa. Con một
giờ đây là từ hành bí tích vô số phối. Các con nhất thiện thầy, các con cùng nhau đến nhà thờ để đi với kết hôn của các con được chúc phúc của Hồn Thờ Hơn Linh Thánh trước bàn thờ pháp viên của Hồn Thánh và cầu toàn Đức Kitô giáo đoàn tai con phúc lành cho tình yêu vô cùng của các con và được bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh. Chúng các con mãi mãi chúc con và đạt được những trách nhiệm khác của hôn nhân. Nhưng chính người đã được bí tích thánh tẩy và thực hiện các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh cho hỏi các con về ý định của các con. Anh tên cô Trần Nhật Phi và chị Maria Hoàng Đức Việt. Các con đi để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái chưa theo ta và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Bởi vì các con đã quyết định thiết lập một sao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ước thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Phêrô Trần Đình Duy, nhận em Maria Hoàng Minh Việt là vợ của anh và với sự lòng trung thủy với em khi tình thương cũng như gian nan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria và Dương Liệt, nhận anh Phêrô Trần Đức Minh là chồng của em và hứa sẽ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu trở đi sự ước thuận của các con vừa bỏ về trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuân tổ phúc lành của Ngài như các con trừ thì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta lưu tùng Chúa. Xin Chúa chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con tiếp sống cộng tác hiệu quả với ân sủng Thánh Thần mà Chúa ban tặng, luôn sống thành trung thành cùng sự Chúa và can đảm làm chứng cho Đức Kitô phục sinh là đấng hằng sống và hiển thị muôn đời. Thank you.
thương thêm cho chúng con mình và máu đức Giêsu Chúa Kitô cho chúng con khi được nhận đổi về chư vô hình người ở nơi bay ta ơn bè ra và sau đó các môn đệ mà nói tất cả các con bay nhận lấy mà ăn thì ngày nào mình này sẽ bị đổi về các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tôi người cầm lên trên chúng ta ơn cho chúng ta muốn để mà nói tất cả các con đây nhận lấy mà uống vì này là thế máu thầy máu cho ơn ơi và vinh cử sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con đây vào đền này mà như đến thầy. Đây là hầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang diện Chúa chịu chết và nguyện xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy này Chúa khiến vì cho con Chúa chịu chết và sống lại Chúa nhân lên Chúa quan trường sinh và thiên chúng tôi đề cao ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được sự nâng hậu phần đất chúng con đang cải xin Chúa cho chúng con đi trong phần mình và bảo Đức Kitô được vinh dự lên một nhờ cho thánh thần. Lạy Chúa xin đưa đến tội lấy Chúa là cầu pháp hoàn cầu để đền và mời thánh cho vinh bền cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco Đức Giáo Hội Giáo Linh chúng con và toàn thể ngài giáo xứ. Thì Chúa được thầy các lời tấn Chúa là các linh hồn tiền nhân ông bà cha mẹ trong giáo dân chúng con cũng như các linh hồn tiền nhân của cô giáo chúng về. Và hôm nay Chúa gọi các bài đời này để với Chúa thì bài đời chúng ta đã chết chứ con Chúa thì cũng được sống làm một người. Chúa cũng nhớ đến anh Pedro Nhật và chị Maria Nguyệt mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa thì cho anh chị được về đứng trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc đầu tiên ông bà cha mẹ và thân tộc quyến thuộc chúng con đã đi được trong tình yêu của Chúa. Xin cho anh thầy và đồng hành ta quân nhau Chúa. Chúc con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con cho chúng con được hưởng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Linh Maria Mẹ Thiên Chúa Thánh Linh Gia và trong năm Đức Thánh Cư và Thánh Công Đồ và Thánh Tử Đạo Việt Giáp và Bà Thể Đức Thánh đã sống đẹp lòng chúng con mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được các lời đạo tin minh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ ngài với người và trong người mà mọi lễ được và vinh quang được quy về Chúa là cha và thánh trong sự lòng nhất vừa mới đây. Cho họ có năm con nữ để đầy năm bằng người nữ được tên chết lên một
ích nhiều của mình nơi trần gian, lạy cha để bàn thảo chức tình yêu thương của cha. Cha đã muốn được tình yêu giữa vợ chồng mà hiến tả bao ước cha đã nói đơn khi đến với dân Chúa, mà hiến tả bao ước Chúa đã loay thương để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân các tín hữu. Chúng con đại xin Chúa nói luôn giơ tay lên các tôi tớ Chúa ngay là anh Phêrô Nhật và chị Maria Nguyệt và quân đồ hút xuống tông hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau trong chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đồng. Lạy Chúa, xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị ngày dừng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin nói thơ ban tràn đầy phúc lành trên nữ tình của Chúa đây là chị Maria Nguyệt, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, nào biết dùng tình yêu trong sạch và sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lệnh thiện và làm đẹp xa không. Lạy Chúa, xin cũng đủ phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tới Chúa đây là anh Phêrô Nhật, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cần mẫn. Lạy cha chí thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt cha đang bước tiến tới bàn tiền của cha ngày kia được hồng ân từ thiền thiên quốc, chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an và nhau. Xin Thiên Chúa đến toàn tôi cần tham phúc trai cần mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Cho người biết tôn sư Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, cung phúng tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu vận hành và phúc lộc dư tràn. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa sẽ được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương ban phúc thiên niên an vui vô biên, và ngày sẽ sống sống trong tình yêu với thánh ân huyền diệu. Phúc lộc dư tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc, nhỏ quý sinh trời như cây tuyệt vời hiền thế bạn vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh, mến yêu một Chúa sẽ được Thiên Chúa và chứng hôn cho đôi tân hôn hôm nay. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các chức tân yêu, rồi cảm ơn tất cả mọi người đã sống tác, rồi làm con thánh lễ này chúng ta hơi lấy, rồi xin Chúa Thánh Thần
ban ơn tình yêu tuyệt vời trên mỗi người chúng ta và mong nhớ chúng con chịu trở thành cả thôi. Chúa cùng anh chị em cùng cha. Xin Thiên Chúa là cha từ sống đấng đã thương ban thánh thần bảo trợ để cho sáng lòng trí các môn đệ ban cho anh chị em được hưởng phúc lành của ngài và luôn được tràn đầy ơn huệ của cùng một thánh thần. Amen. Xin ngọn lửa đã xuất hiện cách mạng hồn trên các môn đệ tẩy sạch tâm hồn anh chị em khỏi mọi tư thứ và làm cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy ánh sáng của con người. Nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiên dưng một đức tin duy nhất làm cho anh chị em được tiên vững trong cùng một đức tin và nhờ đức tin này xin ngài ban cho anh chị em đi từ cảnh trong đời đến chỗ được nhìn thấy Chúa nhãn tiền và xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và Thank you.
kết thành một. Cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát. Chúa dệt vương tròn cho bông hoa.